Trước hết đó là ngày hôm chủ nhật, thưa các bác, đó là ngày quốc tế nhân quyền. Lúc nãy bác Cường có nói về vấn đề nhân quyền, về luật sư Trịnh Quốc Thiên nói về vấn đề ông chửi nhân quyền rồi, cũng hay lắm. Mà mời bác Cường, mở đầu bác ạ. Câu chuyện là cái ngày quốc tế nhân quyền đó, tôi chán cái trật tự quốc tế rồi, phải không ạ? Nó hết cả cái chuyện linh thiêng rồi, tới giờ này mà nhắc lại ngày quốc tế nhân quyền rồi lại nhải mà cái ván bài thế giới bây giờ là cái ván bài nó lật ngửa rồi. Bây giờ là cái trật tự cũ rồi thì là phải tuân thủ Liên Hiệp Quốc rồi cái này cái kia đó, nó là tôi thấy là thì là nó là cái trật tự của cái thế kỷ trước. Còn với lại Obama rồi, nhất là với Donald Trump hiện tại, bây giờ là họ mới tung lên rồi không còn tuân thủ bất cứ một cái hiệp ước quốc tế nào, một cái trật tự quốc tế nào nữa. Thành ra đó, bây giờ mà mình lại còn phải đòi rằng thì là tôn trọng cái ngày quốc tế nhân quyền với gì đó, thiên hạ đói bỏ mẹ đi, mà còn đói ở bên Phi Châu, những cái bộ xương bọc ra, những các cái người di tản, bây giờ cái lòng thương làm gì đã khô kiệt rồi, phải không ạ? Mà bây giờ lại còn cứ nói ngày quốc tế nhân quyền ở đó đấy, tới đó mà thi hành đi. Đồ con khỉ. Là nhân quyền ở bên Miến Điện giờ đấy, cứ thế mà lo đi. Vâng, thì thưa nhân quyền, nói về nhân quyền thì có hai buổi tuyệt thực, coi hầu như là tất cả các nơi khác đều không có. Là hai buổi tuyệt thực, là một buổi ở bên San Jose và một buổi ở Washington DC. Và chúng tôi nhận được thêm hình ảnh ở bên Đức, thì hầu như là tất cả những cái buổi nhân quyền đó không quá được 30 người. Thấy cờ mà không thấy người. Thấy cờ mà không thấy người. Không, tại vì họ cứ cắm cờ lên, thế một người cầm hai, một cầm hai cái cờ. Ông thì nhân tiện phủ cờ luôn đấy. Để có gì phủ cờ cho nó dễ. Thì nhưng mà bây giờ vấn đề chúng ta đặt cái vấn đề nhân quyền ở đây đó, thì ông Tổng thống Donald Trump ông đã nói rồi. Ông nói nước Mỹ không thể dùng cái xã hội của nước Mỹ để áp đặt lên bất cứ một cái quốc gia nào khác. Đấy, thì ông đã xác nhận đó, và trong cái buổi mà ông cũng nói chuyện, ông cũng nói chuyện với lại ở APEC, ông nói rõ ràng là tôi chỉ đặt quyền lợi của nước Mỹ lên đầu, và các quý vị cũng vậy thôi. Ý của ông nói rằng ai cũng vậy hết á. Cái nhà tôi là thể nào không thể nào mà tôi coi cái nhà anh nhà hơn nhà tôi được. Đấy là cái sự thật trắng trợn, yêu nước các anh đi. Đấy, đừng có trông chờ vào Mỹ, trông chờ vào Anh, trông chờ vào Nga, rồi ngồi cái bàn láo mãi, có thằng nào nó thương mình đâu mà coi như là phải sắp hàng vào một cái trật tự thế giới. Mà như là các ông cộng đồng ở đây nè, các ông làm ơn các ông dọn dùng cái nhà của các ông đi, chứ đừng có nói mà đòi nhân quyền, đòi người khác vô rồi biểu tình tuyệt thực để mà cho người ta vô, người ta dọn nhà giúp mình vừa thôi. Không, ông chửi vào mấy cái ông mà Việt Nam đó, mấy ông Nguyễn Quang A mấy ấy này kia, cái phong trào dân chủ cho Việt Nam ấy này kia, thì họ đặt cái tên họ viết 21 lá thư cho 21 lãnh tụ của APEC, yêu cầu rằng APEC bàn về nhân quyền và đặt vấn đề nhân quyền trước khi khai mạc hội nghị. Thế mà rõ ràng cái hôm khai mạc hội nghị thì chúng tôi có mặt ở đó, không có ai nói về nhân quyền, mà chẳng ai, họ vẫn cứ tiếp tục làm công việc, bởi vì đây APEC nó thực quyền nó về là kinh tế. Thành ra đó, khi mà thí dụ như giờ bác Cường cũng nhận được một lá thư, tôi cũng đại diện cho một nước khác để nhận được lá thư, thế nào tôi cũng thể nào tôi hỏi bác Cường, bác có nhận được thư không? Bác Cường bảo có, tôi nhận được thư. Thế ông Hùng sao? Dạ, thư vứt thùng rác này, mình đang nói chuyện về kinh tế mà đâu mà nói chuyện về chính trị. Vâng, thưa anh, thực tình thì là kinh tế hay chính trị nó cũng chỉ là một thôi. Vâng, và nó là hai mặt của vấn đề. Cái vấn đề nó là, cái chuyện đó là nó chuyện cổ rồi.
nói chuyện mà rằng thì là chuyện nhân quyền đó thì nó có lẽ là phải viện dẫn lại, phải nhắc lại một cái câu của cái biết rồi khổ lắm nói mãi, nói mấy chục năm rồi, tất cả những các cái bọn ở trên thế giới đó là My name is nó thấy Siri, buồn cười but you quá knew that already. về những các cái nhân sĩ Việt Nam, những cái nhân sĩ này nhân sĩ kia nó lên tiếng đó. Thì tôi thấy rằng thì là ban nãy anh Hùng cũng nhắc lại cái câu của ông Donald Trump, ông nói rằng thì là nước Mỹ bây giờ hà tất và cũng không có quyền mang cái quan niệm, cái ý niệm về cái giá trị về nhân quyền dân chủ con mẹ gì của nước Mỹ áp đặt lên các nước khác. Dạ vâng. Cái câu chuyện nó là như vậy, tức là ông Donald Trump này mới là cái người mà ông ấy dám lật tẩy hết cả, ông ấy dám bước qua một giai đoạn. Và thưa những các cái vấn đề mà gai góc nhất thì ông ấy bới ra, mình nhìn thấy rằng thì là cái chuyện mà ông ấy dọn thủ đô sang bên Israel, dọn tòa đại sứ Mỹ sang nữa, tức là ông ấy chọc vào một cái ổ kiến lửa, một cái ổ kiến lửa mà Lâu nay không thế ai dám. giới à, thế giới nghĩa là đạo đức giả, bọn đạo đức giả thì thôi thế này cũng nhảy ra và can thiệp thôi, chứ thế giới là nó đứng đằng sau, nó xui thằng này, nó xui thằng kia, phải không ạ? Dạ vâng. Chứ nó đâu có để yên đâu mà ngồi đó mà kêu gọi rằng nó lo cho mình. Thành ra đó, còn đây là nói với mấy cái nhà mà dân chủ, với cái nhà mà có tiếng tăm đó, trong nước rồi có tiếng tăm trên thế giới đó, chứ còn hỡi ơi mà nói chuyện với những các cái ông cộng đồng này, Ngô Kỷ là Phan Kỳ Nhơn thì cũng tội nghiệp họ, tức là họ thì họ họ biết tới đó thôi, thì để cũng để cho họ làm cái chuyện nó xong đi cho cuối đời, chả nhẽ bây giờ bắt cho họ nghĩ rằng thì là tôi đã làm nhầm. Và tôi thấy nước Mỹ bây giờ đã, ông Trump ông đương từ chối cái vai trò lãnh đạo thế giới, ông từ chối cái việc mà làm trên sân đầm quốc tế là lo lắng mọi việc rồi đưa gửi gửi quân đội đi nước này nước kia, thì là nước Mỹ đối với việc làm việc đó là nước Mỹ còn đang xem xét lại và không có còn đưa đưa cái vai ra mà lãnh thẹo dùng cái làm cái vai trò như là sen đầm quốc tế, không nhà không công ở đâu mà làm cái chuyện đó. Đúng, không phải là không không công. Thành ra bây giờ nó mỗi lúc một cái bàn cờ quốc tế nó thay đổi, và bây giờ thì mình mới thấy rằng thì là các cái hiệp ước quốc tế là ông ấy từ chối hết, TPP rồi NAFTA vân vân, và rồi thì mình mới thấy rằng tự dưng cái vai trò của người Nhật nó nổi lên cái gì đó, thì mà chia cho người Nhật, mày đứng ra mày lo đi, mày đóng bao nhiêu tiền, chứ còn bây giờ tao tao mệt lắm rồi và tao lo cho thân tao còn chưa xong. Cái câu chuyện là trước một cái thế giới bây giờ nó thay đổi rồi, thành ra quên cái chuyện mà đưa đẩy, quên cái chuyện mà mách mu đi, quên cái chuyện mà giờ này mà còn bàn rằng thì là Nghị ngày còn bàn về ngày 30 tháng 4 là do Kissinger, quyết. nó là người Do Thái, nó bán Việt Nam với lại gì đó, thì tôi thấy rằng thì là cái câu chuyện nói chuyện ấy nó cổ quá, chứ không những là nó cổ mà nó mang tính cách ngu xuẩn. Hôm nay đó tôi ngồi ở cà phê thì tôi lại gặp một cái anh mà ghê lắm, anh này là anh ấy biết nhiều thứ lắm, anh ấy ngồi và anh ấy nói chuyện rằng thì là cái hội hội này hội kia của anh ấy gì, và anh ấy ca tụng rằng thì là anh ấy đã là ở trong cái một cái đơn vị của Đại Hàn tại miền Trung, và anh ấy ca tụng cái chuyện mà miền Trung đó, cái bạch mã bạch hổ gì đó, Thanh tất Long, thanh long Thanh bạch hổ gì Long đó, nó nói chuyện rằng thì là anh ấy nói chuyện rằng thì là nó làm cho láng chọi không một thằng cộng sản nào có thể sống được. nhô lên mẹ gì đó. Tôi bảo thì là này, tôi thấy rằng thì là
cái bộ mặt Việt gian của ông nó ghê quá, và bạn bộ mặt Việt gian của ông ghê quá. Cái đất nước đó mà đón thằng Đại Hàn vào để mà nó đánh, nó tấn công, nghĩa là giáng chọi dân Việt Nam đi, thì cái tội ác đó của các ông đó, một trong những cái tội ác ghê gớm đó. Mà cái thằng cha này hôm nay nó ngồi cà phê đó, thì nó nói là cái gì nó cũng biết hết. Nhưng mà tôi thấy rằng thì là nó gần như là nó bây giờ nó phải suốt ngày nó đỡ chỗ này đỡ chỗ kia mới gì đó. Thì tôi bảo này, hình như là nó nói chuyện là dạo trước nó đi theo cái lữ đoàn đó đó, nó nói rằng thì là nó mà chỉ đâu một cái là cái làng ấy láng chọi hết, láng chọi hết, đàn bà con nít ông già gì đi hết. Không, thì tôi bảo thì là mày đó, bây giờ mày đương những hồn đó nó báo oán mày đó, mày bây giờ mày phải lẩn thẩn mày nói như vậy đó, chính là cái hồn nó báo oán mày đó. Vâng, thưa bác, là nổi tiếng là đoàn hai cái sư đoàn Mãnh Hổ và sư đoàn Thanh Long của Đại Hàn, họ rất là gọi là họ rất là tàn bạo, và đó là lý do tại sao mà bây giờ người Đại Hàn họ, cái anh mà hồi xưa tham dự tại Việt Nam là chỉ là một trung tá, bây giờ là một ông trung tướng của quân đội Đại Hàn, đã đi qua tận bên Quy Nhơn để dựng một cái đài, cái gọi là tưởng niệm, gọi là, và ông đang quỳ xuống dưới đất để ông xin lỗi nhân dân Việt Nam, ông hôn vào cái đài tưởng niệm đó, và ông thấy rằng ngay lúc đó đó thì quả thật là những cái người Đại Hàn đã như vậy. Thành ra đó, cái anh nào mà ngồi quán cà phê mà nói đó, mang những thành tích cho khoe đó, thì tôi nghĩ rằng chắc anh ta cũng là thuộc loại thân dân thủy quân lục chiến. Mà đã là thủy quân lục chiến Việt Nam đó, thì bữa nọ ở trên Facebook chúng tôi cũng có một cái live stream với lại anh Bình Hồ. Anh Bình là đã từng qua đây, thì anh Bình Hồ anh cũng đã nói cái tàn nhẫn của đám thủy quân lục chiến từ cái Nha Trang và quốc. Tại lúc đó là cái cảng Sài Gòn đó nó bị kẹt, thành ra cái tàu nó đi thẳng về Phú Quốc. Thì những cái anh em ở trên thủy quân lục chiến ở trên đó này, hiếp dâm này, cái đủ hết cái chuyện nó xảy ra. Và cái điều đó Cao Xuân Huy đã viết trong cái cuốn Tháng Ba Gãy Súng rồi mà. Đấy, Cao Xuân Huy nói cái sự thật đấy. Và cái sự thật đó là người ta đã mang cái sư đoàn thủy quân lục chiến đưa ra cái bãi biển Thuận An để làm cái bia cho quân Bắc Việt pháo kích vào. Tại vì bãi biển Thuận An là một cái bãi biển trống, không có cả cây thông nữa. Và để mà cái lại quá nông, thành ra đó tàu không thể cập bến được, bắt buộc phải đi tàu nhỏ. Anh em đã ôm những cái bánh cao su thổi lên cái thành cái phao. Thế rồi anh này giành anh kia, rồi súng sẵn đó thì là bắn lẫn nhau thôi. Đấy. Thì có thể là mình chết vì đạn pháo ít, mà là mình bắn nhau thì điện đạn nó nhiều. Thì cái thành ra tôi thấy rằng không có gì mà hãnh diện với cái sư đoàn Thanh Long cái Bạch Hổ nữa, bởi vì đó họ đi tới Việt Nam họ mang một cái tinh thần là những người lính bị đi đầy, cũng giống như là có tôi đã từng nói chuyện lúc đó, tôi nói chuyện với lại một anh lính Mỹ ở trong cái Biên Hòa Army Garrison, tức là ngay bên cạnh cái phi trường của ông chuẩn tướng Tính. Lúc đó ông Tính còn là đại tá tư lệnh của không quân ở Biên Hòa đó. Anh ấy nói rằng tao không biết là tao qua đây để làm cái gì, tao chỉ biết là bây giờ bên Mỹ nó đang draft, tức là nó bắt quân dịch, draft tức là bắt quân dịch, anh phải đi quân dịch 18 tháng đó. Thì rồi trong khi lúc mà tao đưa họ vào họ chọn tên thì bốc thăm ra thì tao phải đi Việt Nam. Có những thằng nó được bốc thăm đi Okinawa hay là đi Thái Lan hay là đi đâu đó thì nó rất là thích thú. Bộ tư lệnh lữ đoàn 3 thủy quân lục chiến đóng tại Mỹ Khê. Ông Donald Trump đã nói rồi, trong cái APEC ông nói rằng ngay tại cái thành phố Đà Nẵng này trước đây chúng ta là kẻ thù, bây giờ chúng ta là bạn. Thủy quân lục chiến Mỹ đã đổ bộ xuống đây và đã gây nên cái chết cho cả hai bên. Ông không nói bên nào hết, cả hai phía. Hai phía đây là có thể là bên Bắc Việt, rồi bên mặt trận giải phóng, rồi bên Việt Nam Cộng Hòa và bên Mỹ.
Nhưng mà ngày hôm nay we are friends, và chúng ta là những người bạn. Và ngày hôm nay chúng tôi đã thấy thành phố này thay đổi so sánh với những cái hình ảnh mà tôi đã nhìn thấy trong, lẽ nhiên năm chưa lần đầu tiên tới, trong những cái sách vở và những cái tài liệu. Và nước Việt Nam đang là một quốc gia phát triển nhanh nhất ở trên thế giới bây giờ. Và học sinh Việt Nam là best student in the world. Very smart. Là học sinh Việt Nam là những học sinh xuất sắc nhất của thế giới và rất là gọi là khôn, là giỏi. Thì khi mà ông Trump ông nói như vậy, ông đã chửi vào mặt của những người. Tại vì sao ông có nói rằng á, tôi tới đây tôi đặt quyền lợi của nước Mỹ lên hàng đầu, và quý vị cũng đặt cái quyền lợi của quốc gia lên hàng đầu, và chúng ta đi tìm một cái giải pháp kinh tế để mang lại quyền lợi chung cho mọi người. Nước Mỹ không thể hy sinh nữa để cho quý vị lợi dụng nước Mỹ. Đấy, ông nói rõ ràng. Thì những người dân chủ ở trong nước nghĩ sao? Ông Trịnh Quốc Thiên, luật sư Trịnh Quốc Thiên, trong cái bài phân tích về mẹ nấm như bác Cường có đọc rồi. Đấy. Thì ông nói rất là hay về cái vấn đề mà mẹ nấm. Thì cái phân tích của ông, bởi vì ông là cũng có học luật, cũng đã từng làm luật sư này kia, thành ra cái chuyện đó ông ấy rất là giỏi. Nhưng mà cái chỗ ở đây đó là chúng ta thấy rằng cái phong trào nó gọi là buôn hàng giả, bán hàng thù. Trong gia đình tôi có một người cậu ruột, ông luật sư Nguyễn Thanh Liêm. Từ ngày ông đi vào trong mạng lưới nhân quyền và ông làm trong tờ báo Người Việt là ông Đoàn Thanh Liêm. Đoàn Thanh Liêm, dạ vâng. Ông luật sư Đoàn Thanh Liêm, ông rất là giỏi và rất là hiền từ này kia. Nhưng mà đó, tôi không hiểu sao với trình độ của ông lại hằng gọi ông bằng cậu. Thì đối với tôi, ông là cậu rẻ. Năm nay cũng cỡ tầm tuổi với lại bác Cường, bác Cương. Ông giỏi lắm. Ông đã dạy học luật ở bên Việt Nam. Thế nhưng mà tại sao ông lại suy nghĩ rất là hạn hẹp? Tôi có lần nói chuyện, lần cuối cùng nói chuyện với ông cách đây khoảng chừng 10 năm. Cậu Liêm à? Lúc nó còn đi sinh hoạt. Cậu Liêm, cậu nghĩ sao cái mạng lưới nhân quyền này làm được cái gì? Và bây giờ nó là khoảng 20 năm rồi. Mỗi một năm, hỏi ra bác Cường coi, họ nhân danh cái gì mà họ đi phát phần thưởng? Họ muốn lựa ai lên là cái đưa lên ông A, ông B, ông C, xong rồi lên phát phần thưởng. bác nghĩ sao về cái chuyện đó? Tới cái mức độ mà nó không biết xấu hổ, mà tôi cũng cứ lạ thật. Xong rồi nó lại có cái hình của cái ông Ngụy Như Công Ngụy Kinh Sinh nó coi đấy là một trong cái gương sáng này, cái thế giới mà nó phát cái giải nhân quyền đó. Giải nhân quyền thật đó, ở Slot Đô đó, chứ không phải rằng thì là giải nhân quyền của các ông ở Bôn Sa này mà phát đâu. Giải nhân quyền của thế giới đó, nó cũng lại là một loại bán hàng giả mà thôi, phải không ạ? Chỉ vì cái bà giải nhân quyền đó đó mà con mẹ Aung San Suu Kyi đó, con mẹ đó nó mới chám hậu tất cả cái lực lượng Hồi giáo ở giết đó, và cả cái nước Myanmar nó, cả một cái nước nó thối nát như vậy, mà vì rằng con mẹ này nó nhân danh cái giải nhân quyền, nó tưởng rằng thì là nó được thế giới vinh danh, cho nên nó áp dụng tất cả những cái lực lượng đối lập ở trong nước, và nó mới để cho cái tội ác ở trong nước bao nhiêu như vậy. Thành ra những các cái giải nhân quyền mới gì đó, nó có hai mặt của nó. Tục ngữ Tây Phương nó đã nói là những cái tấm mề đay nó có hai mặt của nó. Tới giờ này rồi, tóc nó rời, sắp chết rồi mà còn cứ bán hàng giả mãi, cứ bịp mãi thì nó chán quá ông ơi. Thành ra cái ngày đáng ngày quốc tế nhân quyền là ngày mùng 10, tức là ngày chủ nhật. Ở trên San Jose, ở Nam Cali này hoàn toàn không có biểu tình. Và chúng tôi đã nói rồi, 5 tháng bây giờ bắt đầu là 6 tháng nè. Sau ngày nghe là 19 tháng 6 là ngày cuối cùng. Ông Phan Kỳ Nhơn không còn xuất hiện nữa. Hồi tháng 8 ông cũng có xuất hiện.
ông là tượng đài Việt Mỹ. Tự nhiên ấy, những năm trước tháng 8 là cái tháng mà gọi là không bao giờ được quyền cộng đồng Việt Nam tổ chức bất cứ một cái gì, là bởi vì tháng 8 là tháng cách mạng tháng 8 mà. Ai mà tổ chức cái gì là chết. Mà tự nhiên ngày 20 tháng 8 ông Phan Kỳ Nhơn tổ chức ở ngoài tượng đài, ở tượng đài chiến sĩ. Thế xong rồi cái tôi bảo được ngày 20 tháng 8 là đúng là ngày bắt đầu khởi đầu cho cái chiến dịch cách mạng mùa thu, chỉ có một trong vòng có mấy ngày thôi. Đấy. Và nghe là mình đã cách mạng mùa thu, cách mạng tháng 8 là mình đã dẹp xong, tới 30 tháng 8 là xong xuôi hết. Thì ông Phan Kỳ Nhơn không biết ông có học sử không, nhưng mà tại sao ngày 20 tháng 8 ông lại ra ngoài tượng đài, ông lại là tổ chức, là gọi là cái gì, kêu gọi cả những cái nhân quyền trong chuyến đi của Tổng thống Donald Trump sắp sửa tới. Đó là lần cuối cùng, nhưng mà hoàn toàn không có biểu tình, không có biểu tình ngoài Bôn Sa nữa. Bà con ngoài Bôn Sa rất là vui vẻ. Tôi đi ăn từ hôm tôi về đây, tôi đi ăn mấy cửa tiệm, tôi hỏi hồi này không có biểu tình buồn quá hả bác? Cái bà kia bảo, ôi giời ông Hùng ơi, buồn cái mẹ gì, chúng tôi mừng nhé. Sao mừng? Cái đáng nhẽ là biểu tình, có người vào đây ăn thì có thêm khách này kia. Bà bảo thêm khách gì, rô thì hoạch hoẹ, giờ tôi phải đi sức gấp, tôi phải ra biểu tình gấp, làm gấp cho tôi này kia này. Ăn xong thì cái hỏi bữa nay có bớt không, đi biểu tình có bớt không. Họ lợi dụng biểu tình. Sẽ đi biểu tình rồi bị bớt tiền. Không, được bớt tiền ăn. Thành ra cũng tội nghiệp. Nó cũng là tinh thần của Donald Trump đấy rồi. Nó xuống thấp một chút đấy, là tiền đâu. Đấy, nhưng mà thí dụ như bác quá ăn, ăn một tô bún thì được một tô free. Có điều đó thì bây giờ chẳng có ông nào dám vô cái phòng răng hết. Nhổ một cái răng lấy một cái răng free. Bằng tên thịt. Nhưng mà tại sao lại biểu tình ngày mùng 9 là thứ bảy mà không làm ngày mùng 10? Lấy lý do là vì ngày mùng 10 đó, nếu mà biểu tình thì là nó nhớ mình xỉu, cái làm sao thứ hai đi làm được. Thế nhưng mấy ông cụ già này thì làm sao mà đi làm, tại nhà tôi nghĩ là không biết tại sao cái ngày thứ bảy, hay là họ cố tình làm ngày thứ bảy, bởi vì ở cộng đồng này nó rất là kỵ ngày thứ bảy. Ngày thứ bảy là ngày là sinh nhật này, ngày đám cưới này, đây là mới thành ra người ta rất làm biếng người ta đi. Đó. Thành ra cái ngoài chỗ hôm lại kéo tới, ở mình tuyệt thực cho nhân quyền cũng được, nhưng mà tại sao lại mang tới San Jose City Hall? Cái ủy ban nhân dân của thành phố San Jose nó là cái liên quan gì tới cái nhân quyền mà mang tới đó, mà trong khi ngày thứ bảy người ta đóng cửa nữa. Có ông luật sư Nguyễn Tâm, tôi gọi là ông Tâm búi tó, ông để cái búi tó đằng sau lưng. Ông tuyên bố một câu, xanh rờn, ngày nào mà còn Cộng sản Việt Nam ấy, là tôi còn để cái búi tó. Tôi hoan hô ông Tâm. Tức là ông nghĩ rằng là Cộng sản Việt Nam sẽ không bao giờ sụp đổ, thành ra ông mới để cái búi tó đó suốt đời ông. Ở đây có ông luật sư Nguyễn Xuân Nghĩa, ngày xưa chủ tịch cộng đồng ngày xưa đó, ông cũng để cái rap theo đằng sau. Nó bị ông dân biểu Jose Solorio nói, gọi là chủ tịch cộng đồng rap theo. Rap là con chuột, theo là cái đuôi, cái đuôi con chuột đó. Thành ra từ khi ông nghe được cái chủ tịch cộng đồng cái đuôi chuột, ông phải ông cắt tóc đi. Nhưng mà tại sao ông để cái đầu như vậy, là thưa quý khán giả, ở trong văn phòng luật sư Nghĩa, trên hồi đó còn có cái đèn hùng, ông lấy một cái hình của vua Lê Lợi, màu đen trắng, cũng để cái búi tó đằng sau, không cái cuốn khăn, để búi tó. Thì ông nói rằng, ông là có căn mệnh đế vương. Thời buổi này ở bên Mỹ mà cái phong trào quân chủ nó chỉ còn một vài nước như nước Anh, nước Thái Lan này kia, mấy một vài nước ở bên Ả Rập, còn ngoài ra là đâu còn nữa đâu.
mà ông lại mơ tưởng rằng á, Việt Nam Cộng Hòa sẽ là một cái chế độ quân chủ và ông sẽ trở thành vua. Thế ông á, ngày lễ Đức Trần Hưng Đạo, ông nói mình là con cháu Trần Hưng Đạo. Đấy. Ông họ Nguyễn nhé, Nguyễn Xuân Nghĩa. Nguyễn Xuân Nghĩa làm sao mà con cháu Trần Hưng Đạo được? Cái dòng dõi, cái dòng dõi chứ không phải con cháu nữa. Dòng dõi của vua cái Trần Hưng Đạo, Đức Trần Hưng Đạo. Tới ngày lễ vua Lê Lợi, ông cũng lại là dòng dõi của vua Lê. Họ Lê. Họ Lê. Đấy. Đấy. Đây là cái, rồi cái lúc mà Đền Hùng, ông làm một cái bánh sinh nhật. Happy birthday to vua Hùng. 18 đời vua Hùng Vương, ông làm sinh nhật cho ông vua nào? Mà Việt Nam không có luật mà làm, ở miền nước Mỹ nữa, không ai làm sinh nhật cho người chết hết á. Người ta cái ngày dỗ tổ, chứ cái dỗ tổ có nghĩa gì? Là đã chết rồi, chứ dỗ là chết. Thấy chưa? Ông luật sư gì mà ngu mà không hiểu được tiếng Việt Nam nữa. Thế rồi cái, thì bây giờ trở lại cái vụ. Bữa nay cái hội tổng hội võ bị